sự hội nghiệp Chúa để chúng ta có cái tượng làm hội nghiệp Chúa và nhờ cái Chúa để bước đi theo Ngài. Lê xin mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ đến với Chúa để xin cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời để cầu nguyện cho bài chương trình của sáng nay cũng như cầu nguyện cho Hội Thánh bước tiếp 45 năm. Xin xin chúng ta cùng đi với nhau trong sự cầu nguyện. Alleluia, lời khen ban ngôi Đức Chúa Trời là đấng yêu thương của chúng con. Đang khi chúng con còn là người có tội thì Ngài đã ban con một ngày là Chúa Giêsu giáng sinh xuống trần gian này để chịu chết đền tội chúng con trên thập tự giá. Ngài đã sống lại, đã về trời, đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu hai chúng con. Và trước khi về trời, Ngài phán rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn cho đạo Chúa đã được truyền đến Việt Nam chúng con hơn 100 năm qua, và Hội Thánh của Chúa được thành lập khắp nơi từ Hải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau. Và đặc biệt Chúa đã ban ơn cho tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thánh Bình Thới đã được thành lập 45 năm qua, và Chúa đã ban phước cho quý tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa đã dày công để gây dựng Hội Thánh của Chúa và phát triển Hội Thánh của Chúa như có ngày hôm nay. Hội Thánh của Chúa nhóm nhau lại đây để thờ phượng Ngài, để cảm tạ Ngài vì những ơn lành mà Ngài đã ban cho Hội Thánh của Chúa ở tại đây. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa Ngài đã dùng đầy tớ của Chúa, mục sư, hội trưởng Hội Thánh Lành Việt Nam miền Nam để chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh Chúa tại đây cũng như cho mỗi chúng con là con cái tôi tớ của Ngài. Đức Chúa Trời đấng làm cho lớn lên, người trồng kẻ tưới không ra gì, người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Ngài đã ban ơn cho Hội Thánh của Chúa ở tại Bình Thới được lớn lên về mọi phương diện, và Chúa đã ban ơn dùng quý tôi tớ con cái của Chúa để rao giảng tin lành, và chẳng những gây dựng Hội Thánh của Chúa ở tại đây mà đã mở được Hội Thánh Vĩnh Lộc. Và Chúa ban ơn cho các con cái của Chúa ở tại Vĩnh Lộc sáng hôm nay đứng lên đây để ngợi khen Ngài vì tôn vinh chúc tụng ơn lành của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn cho tôi tớ của Chúa và con cái của Chúa ở đây được đầy ơn của Ngài, để rồi công việc Chúa càng ngày càng được phát triển, nhiều hội thánh mới được mở ra nữa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con xin Ngài ban phước cho quý tôi tớ Chúa và con cái Ngài. Mỗi người chúng con đồng công hiệp mộc để lo công việc của Chúa, và chúng con biết rằng công khó của chúng con ở trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ngài hứa Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ đến, này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Chúa ơi, xin Chúa Ngài ban phước cho tôi tớ của Chúa, ban phước cho Hội Thánh của Chúa tại đây, cũng như tất cả chúng con là những tôi tớ con cái Chúa đang hầu vị Chúa trên đất nước Việt Nam này. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mời Thánh cầu an toàn. Đây chúng ta sẽ tiếp tục lời khen Chúa và thánh ca, và sẽ tôi hướng thiện lại chính sự của tôi.